Ông Dũng là ơi, ông Dũng là vui ơi. Tôi cảm ơn ông nhé, thật sự là tôi cảm ơn ông. Tôi cảm ơn quá trời luôn, tôi đang bị bệnh ung thư dạ dày mà không có tiền chữa đây. Ông kiện tôi để cho tôi vào tù để có nhà nhà nước chữa cho tôi, tôi đỡ phải mất tiền. <laughs> tôi lên tôi ủng hộ thầy Thích Minh Tuệ, tôi phản bác vợ chồng ông mà cuối cùng ông bảo là coi như là kiện hết tất cả. Ông lại vu khống đặt điều cho những người bảo đánh phá Đại Nam, chống phá Đại Nam, ai là chống phá ông? vợ ông không ngo lên thì chắc là cái đây là ông ông cái đầu óc ông nghìn tỷ có nghĩa là ông nhiều tiền như thế sao ông rửa cái trò coi như là gọi là cái cái giở cái cái mưu cái, mưu hèn kế bẩn ấy ra để làm gì ông cho vợ ông lên chửi toán loạn ấy xong bắt đầu là mọi người vào phản bác mọi người nói lại thì ông uh, lấy danh nghĩa là coi như là công ty Đại Nam, doanh nghiệp Đại Nam coi như là uh, xí nghiệp của nhà nước của quốc gia để ông tiện chúng tôi. Giờ, ôi giời ơi, tôi lạy ông luôn đấy. Mưu hèn kế bẩn của ông chỉ có dùng áp dụng từ xưa thôi. Còn áp dụng bây giờ là cái cái coi như là người dân chúng tôi khôn lắm rồi. Không uh, gọi như là ngu như ngày xưa đâu nhá. Như là cái vụ Tăng Minh Phụng đâu ông thích là ông um, là ông ông Huỳnh Huy Dũng ạ. À. Ông giờ cái mưu hèn kế bẩn ra tôi nói thật với ông biết này đây này, này, bây giờ tôi đang nhặt lá đá ông bơ này này nhá. Hiểu chưa? Ông bây giờ coi như là coi như là ông giờ cái mưu hèn kế bẩn từ xưa đến nay ấy thì là đã, đã quê lắm rồi nhớ ông nhá bây giờ tôi đang nghèo này mồi đấy bọn nó nói bọn cuộn cuộn con ấy cái người mà bênh bực vợ chồng ông ấy nói chúng tôi là nghèo sơn nghèo sắc nghèo rất mồm tơi chỉ có người nghèo với là ủng hộ thầy thích minh tuệ thầy thích minh tuệ chỉ có lồi, lồi cơm điện đấy ta bây giờ ông kiện hết thì bây giờ nhà nước cái thứ nhất là nhà nước làm gì có tù có cái trại giam nào để chứa cái nồi cơm điện cái thứ hai nữa là chúng tôi không có tiền thì nhà nước coi như là bây giờ chỉ có bắt vợ chồng ông thì may ra mới có tiền tại vì ông lúc nào vợ ông lên khoe coi như là kim cương cả tỷ coi như là cả rổ sổ đỏ cân ký mà tiền đấy là ở đâu ra thì cái nhà nước người ta bắt những cái người như thế bây giờ vợ vợ ông lên chửi coi như là không còn một ai là vợ ông không chửi rồi vu khống đặt điều cho người ta bắt vợ ông thì với nhiều tiền chứ bắt chúng tôi chúng tôi cũng chẳng có tội tội tình gì cả chỉ lên coi như là coi như là uh, nghe những người ta vạch nói lại cái quá khứ của vợ chồng ông thì chúng tôi nhắc đi nhắc lại thôi để cho mọi người coi như là lan tỏa những cái điều mà uh, dễ dãi dễ dãi dễ gì giấu giếm của vợ chồng ông thì bây giờ đúng hay không đúng thì cứ lôi những cái người mà người ta đầu tiên người ta nói ra ấy à, còn chúng tôi lên chúng tôi hầu tòa hết nhá đi tù cũng chấp nhận mà tôi rất thích là trung tư uh, bị trung thân tử hình phải cho tôi trung thân tử hình thì tôi mới chấp nhận nếu mà không có trung thân tử hình là tôi không chấp nhận đâu nhá tại vì uh, tôi cái bệnh của tôi cũng gần chết rồi mà lên đây tôi bảo vệ những cái đúng thôi nhá thầy thích minh tuệ thì có ảnh hưởng gì đến vợ chồng ông mà vợ vợ ông lên chửi không còn một cái câu nào nữa rồi là uh, trại giam An Phước người ta làm gì vợ chồng ông người ta trách nhiệm người ta canh giữ tù nhân là người ta phải nghiêm khắc chứ Ôi, vợ ông đi tù mà lại thích coi như là như bà Hoàng ấy không có chuyện thế đâu nhá ông nhá à, thế thôi bây giờ tôi cũng tạm biệt ông nhá coi như là tôi cứ lên tôi nói đây vợ chồng ông thích thế nào thì thích bây giờ tự nhiên này đây tôi có tên rồi lại tôi có hai lít tôi có cả hai lít đều có tên thầy thích minh thuệ với cả hoàng thơm hoàng nhá kiện đi nhá kiện đi